con có thể nhìn thấy, cảm nhận và hiểu được. Phần nào chỉ riêng có hành uẩn là quá khó hiểu, khó cảm nhận. Sư có thể giải thích rõ dùm con hành uẩn là gì, làm sao để nhận biết, hiểu được hành uẩn trong hoạt động của ta. Hành uẩn ảnh hưởng như thế nào trong con đường tụ tập mà nó đứng thứ hai trong 12 nhân duyên. Tức là chỉ cần vô minh tồn tại lập tức sinh hành. Hành ở đây đó, tức là cái khía cạnh thiện ác nha sân kha đó cái sân kha đó đây đó, tức là cái khía cạnh thiện ác của mình ấy tức là mình làm các cái hành động thiện hoặc bất thiện hoặc là cái cách mình phản ứng lại bằng thiện hay bất thiện thì khi đó chúng ta gọi là hành ừ. Thì ở trong cái trường hợp mà hành cho 12 nhân duyên á Thì chúng ta có thể hiểu là hành nó tương đương với nghiệp Bởi vì nó khía cạnh thiện hoặc bất thiện Ờ à, ngoài ra đó Hành nó còn có cái um, Một cái nghĩa nữa Đó là gì Đó là cái gì mà nó cứ thể Nó cái gì mà nó tổng hợp á Cái sự tổng hợp mà Thì nó là hành trong cái bài mà Anicca Vata Sankhara tức là cái gì mà là một cái sự tổng hợp cái gì là một cái sự tổng hợp tức là do duyên ấy, cái gì mà là một cái sự tổng hợp một cái khối tổng hợp ấy, thì hành lúc bây giờ hành lúc bây giờ có nghĩa là cái khối tổng hợp tổng hợp của các cái nghiệp thiện hoặc bất thiện tổng hợp của các nhân duyên và điều kiện thì lúc bây giờ nó gọi là hành trong cái bài mà Anicca Vata Sankhara nha thì hành là một cái khối tổng hợp còn hành trong 12 nhân duyên á, thì lúc bây giờ cái khối tổng hợp đó có nghĩa là cái tập hợp những cái nghiệp thiện hoặc bất thiện uhm.